Trần Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký phần 2 ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và bước qua phần thứ hai của hiu tin nhật ký thì vẫn là hai đề tài liên quan tới thời sự quý vị gần như trong sáu bảy tuần lễ qua chúng ta tập trung khá nhiều vào mặt trận ở trung đông giữa do thái và hamas và trong đó thì vong đã đưa rất nhiều những bài bình luận xung quanh cuộc chiến này tuy nhiên bên ngoài cái khu vực lò lửa tại Trung Đông thì vẫn có những nơi khác đang có vẻ như nóng trở lại sau khi mà Bắc Kinh trong tháng này đã có những hành động chặn tàu của Philippines và rượt đuổi tàu của Philippines trên quần đảo Trường Sa ngay trong bãi cạn Second Thomas Shoal và việc này đã dẫn tới sự lên án của Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh diễn ra giữa lúc mà Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh đã tập trận trên bờ biển của philippines nhưng mà ở phía tây chứ không phải là ở phía đông nhưng không phải phía tây tuy nhiên thì quý vị việc này đã dẫn tới việc mà philippines đã tăng thêm một tầng nữa và trong đó họ sẽ cùng hợp tác tuần tra chung với lực lượng hoa kỳ và cho thấy rằng là bắc kinh đã có thái độ diều hầu và hoa kỳ liệu có đối đầu thật sự với trung quốc ở tại khu vực này hay không thì đó sẽ là bài phân tích của tôi đặc biệt là dưới triều đại của joe biden sau khi mà Joe Biden gặp gỡ với Tập Cận Bình ở tại San Francisco. Quý vị, trước hết thì tôi đưa một cái bản tin và sau đó chúng ta đi vào phân tích xem là Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của Joe Biden có dám đối đầu trực tiếp bằng quân sự với Trung Quốc tại khu vực này hay không, nơi mà Philippines đang bị đe dọa bởi phía của Trung Quốc. Ok quý vị, đầu tiên hết là phía của Philippines, theo hãng thông tấn Reuters cho biết đã bắt đầu một cuộc... Uh, tuần tra chung trên không và trên biển uh, với lại lực lượng quân sự của Hoa Kỳ. Trên đây là hình của ông uh, Ferdinand Marcos Jr. tức là tổng thống của Philippines. Bản tin từ Manila cho biết là cuộc uh, tuần tra chung trên biển và trên mặt uh, trên không ở tại khu vực biển đông giữa Philippines và Hoa Kỳ lực lượng quân sự của họ sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay thứ ba theo loan báo của tổng thống Ferdinand Marcos Jr. và mô tả rằng đây là một sáng kiến uh, được xem là khá độc đáo và nhà lãnh đạo của Philippines đã loan báo cái thời cái việc này và lúc đang gia tăng các mối quan hệ trong năm nay giữa hai quốc gia được xem là đã có một cái hiệp ước đồng minh bao gồm luôn quyết định sẽ tăng cường số lượng mà lực lượng cái căn cứ của Philippines cho phía Hoa Kỳ có thể à, à, sử dụng bao gồm luôn một số những cái căn cứ nằm đối diện với Đài Loan đây là cái sáng kiến để thử nghiệm lời cam kết của chúng tôi để bảo để mà thúc đẩy cái lực lượng của sự của chúng tôi có thể tuần tra chung trên không và trên biển. Đó là lời phát biểu của ông Marcos đã đưa ra trên trang platform X và cuộc tuần tra này sẽ diễn ra ở cái đảo gọi là Mavulis theo tường trình của um, cái, cái cái khu vực gọi là Andrew sao ở phía bắc của Luzon. Trung tâm như đây. và đảo này gần như là nằm ở cụ do Philippines kiểm soát và cách Đài Loan 100 km tức là khoảng chừng 62 dặm ở bờ biển Đài Loan. Loan báo này diễn ra chỉ một ngày sau khi mà ông Marcos đã có một cái diễn đàn nói chuyện ở tại Hawaii về tình trạng của Biển Đông và trở thành một cái nơi khốc liệt hơn bao giờ hết sau khi mà lực lượng quân sự Trung Quốc đã bắt đầu có gần gũi với lại cái bờ biển của Philippines. Cuộc tuần tra này dường như mà để, để kềm chế Trung Quốc và cảnh báo rằng Philippines sẽ có hành động với hoa kỳ và có thể sẽ làm tăng thêm căng thẳng ở khu vực nhiều lúc mà tòa đại sứ của trung quốc ở tại manila vẫn chưa lên tiếng cho biết về lời phát biểu này trung quốc thì cho rằng đây là cái phần lãnh hải của họ trong đó đã có sự tranh chấp chủ quyền của brunei indonesia malaysia philippines và việt nam và marcos trong năm nay gần như đã siết chặt các mối quan hệ với washington trong cái việc mà thử nghiệm cái mối quan hệ về so với người tiền nhiệm của ông ta là thân với bắc kinh và trong đó thì lực lượng trung quốc đã có những cái hành động ở trên khu vực đặc quyền kinh tế của philippines gọi là e Zone và quan hệ của Trung Quốc à, dưới thời của ông Marcos được xem là có sự đối đầu à, sau khi mà tàu chiến của tàu hải giám của Trung Quốc và tàu của Philippines đã có một cái sự đối đầu gay gắt ở khu vực này và việc tham gia tuần tra trên không và trên biển bắt đầu ở khu vực ở Batanes Island và sẽ tiến tới phía tây ở trên biển đông theo tường trình của giới quân sự Philippines đưa ra và họ cho biết là Philippines sẽ khai triển ít nhất là ba tàu chiến gồm có hai chiếc fa 50 À, loại à, tàu chiến mà tác chiến à, hạng nhẹ và một chiếc E29B được sẽ gọi là Super Tucano là một cái loại à, tấn công hạng nhẹ một chiếc máy bay hạng nhẹ cùng với lại Hoa Kỳ sẽ bắt đầu à, có một cái chiếc gọi là P-9S à, tức là cái chiến giáp sát cơ của Hoa Kỳ ở trên biển Đông bên cạnh đó thì giám đốc của một cái viện nghiên cứu về hàng hải của Manila có tên là Jay Bato Baco à, là họ nghiên cứu về vấn đề luật biển và trong đó cuộc tham gia tập à, gọi là tuần tra chung này cho thấy là Hoa Kỳ đã muốn cho Manila nhìn thấy được là họ sẽ đứng à, về phía của Manila trong cái cuộc tranh chấp tại biển đông và điều này cho thấy là philippines à, đang có những cái vị trí ở phía tây à, có những vấn đề ở phía tây của thái bình dương ở của biển philippines theo tương trình của ông cho biết và đây được xem là một trong những cái à, tin tức mới nhất liên quan tới biển đông như vậy thì quý vị sau khi mà trung quốc đã có những cái hành động đe dọa rượt đuổi tàu hải à, tàu tuần duyên và tàu chở lương thực của philippines thì quý vị phía của Maffin Marcos đã bắt đầu có những hành động cứng trắng hơn và việc này xảy ra ngay sau khi mà Marcos cũng đã gặp ông Tập Cận Bình ở tại San Francisco và Joe Biden cũng gặp Tập Cận Bình tại San Francisco và quý vị trước hết thì chúng ta mở bản đồ lên xem cái uh, Mavulis Island và cái ba tả này nằm ở đâu uh, tôi thấy rằng là nằm rất gần của Đài Loan quý vị ở trên bản đồ thì quý vị thấy cái chấm đỏ này chính là cái nơi mà tuần tra của họ ở khu vực khu vực này nó gọi là eo biển Bashi Channel nằm giữa Đài Loan và Nhật Bản thì quý vị rung vô thì chúng ta thấy được là cái địa điểm này nó nằm ngay đây, quý vị rất gần và cái đảo này rất nhỏ, nó gọi là Jamia Island và đây là cái nơi mà tuần tra giữa Hoa Kỳ và của Philippines. Bên cạnh đó thì cuộc tuần tra này cũng diễn ra ở đây, cũng nằm gần đó, quý vị. Đó là cái khu vực này là cái khu vực mà là tuần tra và họ sẽ di chuyển cái cuộc tuần tra này xuống phía tây của bờ biển Philippines tức là ở phía khu vực Trường Sa bắt đầu từ đây, từ cái điểm này, quý vị chạy dài xuống đây là quần đảo Trường Sa nằm đối diện với lại phía của philippines và hoa kỳ và của philippines thì uh, tuần tra khu vực này và họ sẽ di chuyển xuống phía bắc của uh, phía tây bắc của philippines tức là khu vực ở cái đầu trường sa ở đây nha quý vị đây là nếu tôi zoom vô thì quý vị sẽ thấy là có rất nhiều những cái đảo nhỏ ở đây ok nếu mà mình zoom vô để tắt cái này đi à, quý vị tôi zoom vô thì quý vị thấy là nó có rất nhiều những cái đảo nhỏ nằm ở khu vực này đây là những cái đảo mà quý vị thấy đó màu những cái chấm xanh rất là lớn thì khi về rung ra thì chúng ta không thấy tuy nhiên họ sẽ tuần tra xuống khu, khu vực khu khúc đầu của quần đảo Trường Sa từ ở khu vực eo biển Bashi Channel và như vậy có nghĩa là Hoa Kỳ đã bắt đầu tăng thêm một cái nhịp nữa cuộc tuần tra này bắt đầu từ ngày hôm nay tức là thứ ba thì cùng một lượt họ vừa kết thúc một cái cuộc tập trận kéo dài 11 ngày giữa Nhật Bản, Nam Hàn, Philippines, Úc, Hoa Kỳ, Canada. Và cuộc tập trận này nó kéo dài từ bờ biển của Nhật Bản xuống tới tận phía đông của Philippines. Tức là quý vị, nếu mà tôi mở bản đầu lên thì quý vị thấy ra cuộc tập trận này đã bắt đầu từ ở khu vực này và nó kéo dài xuống khu vực phía đông của Philippines ở ngoài này. Đây là cái cuộc tập trận của các quốc gia đồng minh của và Philippines đã tham gia cuộc tập trận này với vai trò là quan sát viên. Còn Úc, Canada, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nam Hàn thì họ đã có lực lượng của họ và 2.500 binh sĩ đã có cuộc tập trận kéo dài 11 ngày từ ngày 9 tây tháng 11 cho tới ngày 20 tây tháng 11 tức là kết thúc ngày hôm qua vừa kết thúc xong thì là Philippines và Hoa Kỳ ngay lập tức đã có một cái cuộc tuần tra ở ngay trên cái khu vực biển nằm giữa Philippines và Đài Loan cách Đài Loan chỉ có 62 dặm thôi tức là 100 km thôi thì quý vị rõ ràng Hoa Kỳ đang có một cái cái hành động mà tôi cho rằng chỉ là gia tăng sự kềm chế chứ chưa muốn đối đầu dưới triều đại của Joe Biden. Giống như tôi nói với quý vị là trước đây khi mà trước khi mà Joe Biden gặp gỡ Tập Cận Bình thì tôi đã dự đoán trước là sau khi cuộc gặp gỡ này thì sẽ có những cái hành động gọi là thọt gãy vô Tập Cận Bình. Tức là đâm Tập Cận Bình một phát thì tôi đã nói trong mấy cái live stream trước rồi. Thì quý vị ở đây chúng ta thấy ngay sau cuộc gặp gỡ này thì Joe Biden đã cho tăng cường cái mạng lưới quân sự nhưng chỉ là với tính chất và mục tiêu là kềm chế. Cuộc tuần tra này mang tính chất kềm chế nhiều hơn là đối đầu với Cộng sản Trung Quốc và nó diễn ra gần eo biển Đài Loan. Tức là Joe Biden một mặt vẫn thúc đẩy việc hợp tác với Philippines nhưng ông ta chưa coi trọng cái quần đảo Trường Sa. Ông ta tập trung vào khu vực của biển Đài Loan nhiều hơn. Các vị thấy tuần tra mà nằm gần Đài Loan nhiều hơn là nằm gần ở Philippines. Mặc dù lực lượng Philippines tuần tra chung với Hoa Kỳ, có lẽ là ông Marcos ông cũng hiểu được cái vấn đề, do đó ông chưa muốn có một cái cuộc xung đột trực tiếp. Vì vậy mà tập trận à, cái cuộc tuần tra này xa một chút so với cái nơi tranh chấp trên cái bãi cạn Second Thomas Shoal. Đây là cái bãi cạn mà phía Việt Nam gọi là bãi cỏ mây. Và cùng một lượt thì phía Cộng sản Việt Nam và Philippines cũng như Malaysia đã ngồi vào bàn thương thảo. Để đưa ra một cái quy tắc ứng xử trên mặt biển. Tức là cái Code of Conduct. Vốn là đáng lý là những quốc gia có tranh chấp trong khu vực. Kể cả Trung Quốc. Là trong mấy năm nay họ tìm cách thảo luận cái Code of Conduct. Tức là COC đó. Là cái quy tắc ứng xử trên mặt biển. Nhưng mà vẫn chưa thành công. Là bởi vì phía Trung Quốc đòi hỏi quá nhiều. Và các quốc gia này không đồng ý. Giờ đây thì ba, ba quốc gia này xé lẻ ra. Họ muốn thống nhất một cái... Uh, họ muốn thống nhất một cái quy tắc ứng xử gì ở giữa Malaysia, Philippines và phía Việt Nam. Thì quý vị, thật ra quy tắc ứng xử này là đặt ra thôi. Trên quy tắc là ngư dân của Việt Nam và ngư dân của Philippines vẫn thường xuyên xâm nhập vào vùng biển của Malaysia và Indonesia đánh cá trộm. Họ gọi là đánh cá trộm là tức là họ đi vào những vùng biển này để đánh bắt cá. Thì do đó Malaysia cũng cảm thấy khó chịu khi mà các cái tàu của những quốc gia này xâm nhập vào vùng biển của họ. Chính vì vậy họ muốn có một cái quy tắc ứng xử riêng giữa ba quốc gia trong vấn đề ngư nghiệp. Tức là làm sao có một cái cuộc gọi là hỗn hợp và có một cái quy tắc nếu như tàu của nước này xâm phạm vào lãnh hải của tàu nước, của nước kia. Thì quý vị, ba quốc gia này đang ngồi xuống và nói chuyện với nhau để có được một cái quy tắc chung của họ. Và không cần tới Trung Quốc, không cần tới những quốc gia khác đang có tranh chấp chủ quyền. Ngược lại thì phía Joe Biden, ông ta tập trung vào Đài Loan bởi vì chính trường của Hoa Kỳ. Chính trường của Hoa Kỳ đặt nặng vấn đề của Đài Loan. Và họ xem Đài Loan là một trong những cái vùng à, lãnh thổ mà nằm rất quan trọng trong cái chiến lược Indo-Pacific của Hoa Kỳ. Bởi vì Đài Loan nằm ngay giữa giữa Đông Bắc Á và Đông Nam Á. Tuyến đường này nằm ở giữa và trận trước mặt Trung Quốc. Do đó, Joe Biden mặc dù tập trận với Philippines hay là tuần tra với Philippines vẫn gần eo biển Đài Loan hơn. Vẫn gần eo biển Đài Loan hơn so với Philippines mặc dù rằng thời gian sau đó họ nói rằng họ sẽ di chuyển xuống phía tây của bờ biển Philippines tức là khu vực của quần đảo Trường Sa. Có vẻ như là Ferdinand Marcos cũng chưa đánh hết lá bài. Ông ta chưa đi hết một cái gọi là quyết liệt với Trung Quốc. Ông ta vẫn còn nể mặt người tiền nhiệm là Duterte. Ông ta vẫn chưa muốn đi hết quyết liệt Bên cạnh đó thì Joe Biden giống như tôi nói là ông ta thọt tập cận Bình một cú sau cuộc gặp gỡ. Cái này thì xảy ra tương tự như năm ngoái khi mà Joe Biden gặp gỡ với tập cận bình vào tháng 11 năm ngoái tại Indonesia. Thì ngay sau đó là tàu chiến của Hoa Kỳ và Canada lại có mặt ở trên eo biển Đài Loan. Thì quý vị, cái kiểu của Joe Biden là đâm một nhát xong rồi lại ngồi xuống nói chuyện. Đâm một nhát ngồi ngồi xuống nói chuyện ông ta không có một cái lập trường rõ ràng trong cái vấn đề gọi là đối đầu với Trung Quốc ở tại Á Châu Thái Bình Dương. Và giống như tôi nói, ông ta không muốn xảy ra cuộc xung đột với Trung Quốc. Do đó, cuộc tuần tra này nó chỉ mang tính chất kềm chế thôi. Tức là có sự hiện diện của Hoa Kỳ, Trung Quốc không là mẫu. Đại khái cái kiểu của Joe Biden là như vậy. Ông ta không có ý định đối đầu. Ông ta không có ý định mở một cái cuộc xung đột mới với Trung Quốc ở tại khu vực này thì quý vị thấy cái cuộc tiếp xúc của ông ta với lại của Tập Cận Bình ở San Francisco thì chúng ta đã thấy được. Do đó, cái việc hợp tác với Philippines là chỉ là đâm một nhát với Tập Cận Bình thôi. Ngược lại, Bắc Kinh sẽ có một cái phản ứng như thế nào? Tôi bảo đảm với quý vị, Bắc Kinh sẽ bắt đầu có những thái độ hung hăng hơn bởi vì họ bắt mặt được Joe Biden. Họ biết Joe Biden không muốn có căng thẳng dẫn tới đối đầu quân sự ở tại khu vực này. Mà họ biết được Joe Biden chỉ muốn tăng cường khả năng kềm chế họ thôi. Do đó quý vị, họ sẽ không ngần ngại tiếp tục gây hấn ở trên Biển Đông. Đặc biệt là bãi cạn Second Thomas Show. Và có thể trong vài ngày tới, giữa lúc mà Philippines, Malaysia và Cộng sản Việt Nam đang ngồi thảo luận một cái quy tắc này, có thể Trung Quốc sẽ có hành động nhiều hâu hơn, mạnh hơn để mà gọi là uy hiếp những quốc gia này. Tức là các anh không thể ngồi nói chuyện riêng với nhau mà thiếu tôi kiểu của Trung Quốc là như vậy trong lúc mà Trung Quốc nói rằng toàn bộ biển Đông là lãnh thổ của, lãnh hải của họ mà do đó quý vị họ sẽ tìm cách quấy phá cái cuộc này và đồng thời gia tăng áp lực với lại cộng sản Việt Nam gia tăng áp lực với cộng sản Việt Nam để cái cuộc gọi là đối thoại này không thành công đây là cách Trung Quốc và đồng thời họ biết được cái ý cái ẩn ý của Joe là không muốn có cuộc đối đầu quân sự do đó quý vị họ sẽ tăng cường cái thái độ hung hăng để uy hiếp những quốc gia ở khu vực thách thức về cái khả năng của Hoa Kỳ. Thì quý vị, do đó, việc tuần tra của Hoa Kỳ với Philippines thì phía của Joe Biden rõ ràng cái ẩn ý của họ chỉ là kềm chế. Ngược lại phía Philippines thì họ muốn dứt khoát rõ ràng. Nhưng mà khổ một cái thì Ferdinand Marcos Jr. vẫn phải nể mặt đồng minh của mình. Tức là Duterte. Duterte là kẻ nghiêng hẳn về phía Trung Quốc và lại là đồng minh của Ferdinand Marcos Jr. Do đó, có những cái hậu quả mà Duterte để lại. Ferdinand Marcos Jr không thể đi hết con đường đối đầu với Cộng sản Trung Quốc, mặc dù đã có sự căng thẳng ở trên bãi cạn Second Thomas School. Do đó quý vị, cuộc tuần tra này nó mang cái ý nghĩa chèm chế và Philippines vẫn chưa đi hết cái thắng thắng của họ cho tới khi họ thấy chính mùi, cho tới khi mà Ferdinand Marcos Jr thấy rằng thời điểm chính mùi thì họ sẽ ra mặt mạnh mẽ hơn. Bây giờ thì họ đang nằm trong cái tình trạng gọi là tạm thời nhích một bước để khẳng định chủ quyền. Cùng một lượt thì quý vị Nhật Bản đã bắt đầu tăng cường vai trò. Trước đó thì ông Fumio Kishida đã ghé vào Philippines trước khi ông bay tới Malaysia và ngay sau khi ông rời khỏi Philippines thì phía Nhật đã chuyển ngay lập tức cho phía của Philippines một cái dàn radar để cho hải quân của Philippines có thể giám sát mặt biển. Thì cái vị đây là lời cam kết của ông Fumio và ông làm ngay lập tức. Ông vừa rời khỏi nước Nhật là nguyên cái dàn này, hai dàn, một dàn trên biển và một dàn trên bộ đã được chuyển tới Philippines trong mấy ngày qua. Có nghĩa là phía Nhật Bản đã bắt đầu ra mặt cái vai trò lớn hơn. Tại vì phía Nhật Bản thấy rõ Joe Biden không phải là kẻ đủ bản lãnh đối đầu với Trung Quốc. Và cái lập trường mơ hồ của Joe Biden tại khu vực Á Châu Thái Bình Dương đã khiến Nhật Bản phải chủ động hơn. Họ phải ra mặt. Họ phải ra mặt dưới cái bản hiến pháp của họ thôi. Tức là sự giới hạn. Trừ phi là họ tu chính bản hiến pháp lần nữa. Còn nếu không họ cũng chỉ ra mặt. Nhưng mà với cái sự giới hạn. Tức là họ cung cấp một cái dàn vũ khí mà không gây sát thương cho Philippines. Da thì đâu có gây sát thương, tức là họ sẽ cung cấp cho Philippines những phương tiện không gây sát thương. Thì quý vị, điều này cho thấy thứ nhất là Joe Biden không muốn đối đầu, Bắc Kinh nắm được mặt này vẫn sẽ tiếp tục hung hăng trên mặt biển. Bên cạnh đó thì lực lượng diều hâu của Trung Quốc ở nội bộ đã bắt đầu có những cái sự gọi là xung khắc và sự xung khắc này đã bộc lộ sau cái chết của Lý Khắc Cường sau cái chết của Lý Khắc Cường thì sự xung khắc này đã bộc lộ ra cho thấy rằng là phía Diều Hầu đang muốn do something ở bên ngoài. Tức là cái đám Diều Hầu muốn có một cái hành động quân sự ở bên ngoài rõ nét hơn. Trong khi đó thì tập cận bình tăng cường khả năng kềm chế cái đám Diều Hầu này. Do đó quý vị cái chuyến mà ông ta tới San Francisco vừa rồi, ông ta không thỏa hiệp bất kỳ một điều gì với tại Joe Biden để gây uh, gây khó khăn cho ông ta khi trở về nước. Ngoài trừ cái vấn đề gọi là tiếp tục kênh đối thoại về quân sự và thứ hai là chống lại chất fentanyl. Đây là hai cái thỏa ước duy nhất mà Joe Biden đạt, đạt, đạt được thôi. Còn tất cả những cái uh, thảo luận khác đều đã fail hết. Tập cân mình từ chối hết. Do đó quý vị, phía Trung Quốc họ cũng bắt mạch được cái uh, cái ẩn ý của Joe Biden. Họ sẽ tăng cường rất nhiều có thể trong vài ngày nữa cuộc đụng độ trên khu vực uh, Second Thomas Show hay là trên bãi cảng Scarborough có thể xảy ra. Có nghĩa là Bắc Kinh sẽ tăng cường cái uh, mạng lưới về uh, dân quân ngư phủ và tàu hải giám của họ đông đúc hơn ở đây. Thậm chí là Trung Quốc có thể thực hiện một cái cuộc tập trận trên quần đảo Hoàng Sa gần Trường Sa để ra để thị uy. Trong lúc mà Hoa Kỳ đang hiện diện tại đây. Thì quý vị Đáng tiếc lực lượng ở Guam chiến lược đã có, tất cả mọi thứ đều đều có hết, nhưng vẫn phải chờ vào sự bật đèn xanh của tổng tư lệnh quân đội. Mà tổng tư lệnh quân đội bây giờ thì ông ta là một kẻ không muốn đối đầu quân sự với Trung Quốc, cho nên ông ta tránh né, ông ta chỉ ra lệnh cho bộ quốc phòng là tăng cường khả năng kiềm chế chứ không dẫn tới xung đột. Không dẫn tới xung đột nha quý bạn Điều này cho thấy rõ ràng là đám Trung Quốc đã biết được ý của Hoa Kỳ. Và điều này cũng đã chứng minh khi mà tàu khu trục hạm của Trung Quốc gây thương tích cho người nhái của hải quân Úc trong lúc đang tập trận với phía Nhật Bản. Tất cả những diễn biến này xảy ra cho thấy rõ ràng quý vị, chúng ta đang đối diện với một chính sách yếu kém của Joe Biden, không dứt khoát trong vấn đề đối đầu với Trung Quốc. Giữa lúc mà phía Á Châu tình hình cũng không kém gì Trung Đông đâu có thể nổ súng bất cứ giờ phút nào, nhất là eo biển Đài Loan, nơi mà ông Lai Ching Tê đang dẫn đầu và bây giờ Bắc Kinh đang tìm đủ mọi cách ép các đảng đối lập ngồi lại với nhau. Thì quý vị, đảng nhân dân của Đài Loan và quốc dân đảng đã ngồi lại. Bây giờ họ đang lôi ông Terry là ứng cử viên độc lập của Đài Loan. Đang lôi ông ta vào trong cái group này để mà đối đầu với lại ông Lai Chinh Tê. Mà Lai Chinh Tê thì ngày hôm qua đã chính thức tuyên bố là chọn à, bán đại sứ của Đài Loan tại Hoa Kỳ là bà à, Sao Kim Kim, Sao Bi Kim. Thì bà này là một người trẻ có khả năng anh ngữ rất giỏi. Bà ta đang là bán đại sứ của Đài Loan tại Hoa Kỳ. Thì bà ta chính thức trở thành người đứng chung liên danh với ông La Chim te Cho thấy là cái khuynh hướng của đảng Dân Chủ cấp tiến vẫn xích gần lại Hoa Kỳ. Và tìm cách gọi là đối đầu với Trung Quốc. Do đó quý vị Bắc Kinh không thể để cho lại chuyện tài thắng cử ở Đài Loan được. Hôm nay là quý vị thấy là 21 tây tháng 11 rồi. Từ đây tới ngày 13 tây tháng 1 chưa đầy 2 tháng. Chưa đầy 2 tháng Bắc Kinh đang tăng cường áp lực rất nhiều. Áp lực này đến từ biển Đông, đến từ eo biển Đài Loan và áp lực này đến từ những cái cuộc gọi là hacker, những cuộc tấn công không gian mạng và thao túng mạng xã hội để thay đổi suy nghĩ của người dân Đài Loan. Họ muốn tăng cường áp lực từ bên trong ra tới bên ngoài để cho Lai Chiên Tê thất cử. Bởi vì họ xem Lai Chiên Tê là một troublemaker, một người gây phiền phức. Trong khi đó thì Lai Chiên Tê vẫn cương quyết và nói rằng chỉ có khi ông ta đắc cử tổng thống thì Trung Quốc mới không dám tấn công Đài Loan. Đó là lời nói của ông ta thôi. Nhưng quý vị, trước cuộc bầu cử này xảy ra, có thể có nhiều biển động tại Biển Đông và tại eo biển Đài Loan. Vấn đề ở chỗ là cái chính sách mơ hồ của Joe Biden đang khiến cho nhiều quốc gia ở tại khu vực đang không biết là như thế nào. Một mặt thì vẫn ve vuốt Tập Cận Bình, một mặt thì vẫn đưa quân à, tăng cường khả năng kiềm chế. Thì quý vị, đây sẽ là một trong những cái mà người ta đang thắc mắc. Liệu nếu như mà Trung Quốc bất ngờ tấn công vào cái trạm quân của Philippines trên bãi cạn Second Thomas Shaw, thì Joe Biden có đưa quân ra bảo vệ hay không? và Joe Biden có dám đối đầu quân sự với Trung Quốc ngay trên quần đảo Trường Sa hay không? Tại vì trên chiếc tàu này, đây là một cái chiếc tàu cũ của Hải quân Hoa Kỳ đã bị đắm ở Thái Bình Dương trong đệ nhị thế chiến. Năm 1999, Philippines đã kéo chiếc tàu cũ này lên và đưa vào bãi cạn Second Thomas Shoal. Và kể từ đó thì lực lượng quân đội của Philippines trú đóng ở trên đây. Và hàng tháng thì Philippines vẫn phải tiếp tế lương thực của họ cho lực lượng trú đóng trên đây. Thì mấy ngày qua quý vị thấy tàu Trung Quốc đã rượt đuổi, hàng chục tàu Trung Quốc rượt đuổi tàu lương thực của Philippines và rượt đuổi các cái tàu à, tuần duyên của Philippines. Thì cái bước kế tiếp có thể họ sẽ bất ngờ tấn công vào cái bãi cạn ở cái bãi cạn Second Thomas Shoal. Thì lúc đó quý vị, Hoa Kỳ phản ứng như thế nào? Nhiều lần Lloyd Austin đã nhấn mạnh là chúng tôi sẽ cho reactivate lại cái họ cái hiệp ước đồng minh năm 1951 nhưng mà cho tới giờ phút này thì quý vị nó vẫn chỉ là một cái hiệp ước thôi nó vẫn chỉ là một cái hiệp ước thôi phía hoa kỳ vẫn chưa có một cái hành động nào mà được xem là bảo vệ cho philippines ngay cả cái hôm rượt đuổi giám sát cơ của hoa kỳ bay ở trên không cũng đóng vai trò giám sát và quan sát thôi. chưa can thiệp vào khi mà tàu của trung quốc tàu hải giám dược tàu Philippines chạy vòng vòng khu vực này. Thì quý vị, chúng ta thấy rõ là Joe Biden dường như không muốn. Và Lloyd Austin đã được lệnh của Joe Biden là tăng cường khả năng cạnh chế. Lloyd Austin có mặt tại Nam Hàn, thúc đẩy rất nhiều những cái chính sách bảo vệ cho Nam Hàn. Và ông ta cũng đã đến gặp gỡ phía Philippines và có những cái lời cam kết với Philippines. Nhưng cũng chỉ là lời nói thôi và những hành động khá nhỏ chưa tương ứng được với lại cái tình hình ở khu vực. Đặc biệt là lực lượng tuần duyên của Hoa Kỳ vẫn chưa có mặt ở bãi cạn Second Thomas Show. Hôm trước thì phía Đài Loan báo cáo là có một chiếc tàu chiến của Hoa Kỳ đã đi vào lãnh hải của đảo Ba Bình do phía Đài Loan kiểm soát, tức là Thái Bình Nhưng mà rồi thì chúng ta cũng không thấy họ xuất hiện ở bãi cạn Second Thomas Show, nơi được xem là điểm nóng đang có những cái sự tranh chấp gây gắt giữa Philippines và Trung Quốc. Thì quý vị, cho tới khi nào chúng ta thấy được sự hiện diện của lực lượng quân sự tại đây thì lúc đó chúng ta mới thấy được một cái rõ nét hơn. Còn bây giờ quý vị, vòng vòng xung quanh ngay cả tập à, tuần tra cũng ở phía bắc thôi. Phía bắc của Luzon chứ chưa tới cái khu vực Trường Sa. Có nghĩa là Joe Biden muốn tăng cường kềm chế nhưng sợ Trung Quốc càng lúc càng nhiều hậu hơn. Làm ẩu cho nên ông ta tránh né cái việc mà để cho Trung Quốc làm mẫu Ông ta tập ở gần Đài Loan Điều này cho thấy rõ ràng quý vị Joe Biden vẫn không có một cái dứt khoát lập trường Trong cái chiến lược Á Châu Thái Bình Dương Bởi vì ông ta gánh quá nhiều thứ Ông ta vừa bắt các quốc gia đồng minh là phải hợp tác đối phó với Trung Quốc Ông ta vừa thúc đẩy những cái nghị trình xã hội môi trường với những quốc gia này Ông ta kéo nhiều thứ vào trong nghị trình quá Do đó, Ông ta không muốn có sự đối đầu với Trung Quốc. Trong lúc mà ông ta đang thúc đẩy những cái nghị trình cực tả của ông ta. Trong tất cả các cái thương thảo của quý vị, thấy, ngồi nói chuyện với Nhật Bản, Nam Hàn cũng đem đem vấn đề môi trường ra rồi là à, bắt đầu à, đưa ra cái sự lo ngại với Nam Hàn về vấn đề của xã hội vân vân. Thì quý vị, Joe Biden có một cái chính sách rất mơ hồ và sự mơ hồ này có thể dẫn tới việc mà các quốc gia ở xung quanh khu vực Biển Đông có thể sẽ chọn một hướng đi khác. Một là họ đơn phương cứng rắn với Cộng sản Trung Quốc. Hai là có thể họ sẽ hợp tác với Cộng sản Trung Quốc. Đây là một cái sự tai hại rất lớn nếu như mà họ đi theo cái hướng này. Philippines dưới thời của ông Marcos thì chắc chắn họ sẽ cứng rắn. Nhưng Malaysia và Indonesia thì sao? Cộng sản Việt Nam thì không nói rồi. Cộng sản Việt Nam gần như là quý vị Tôi nói thẳng với quý vị luôn Họ đã đứng hẳn về phía Trung Quốc Họ đã đứng hẳn về phía Trung Quốc Do đó chúng ta không claim họ vào được Còn phía của Malaysia và Indonesia Vẫn còn đang lấn cấn Và đặc biệt là cuộc chiến của Hamas Và của Do Thái Họ lại có một cái nhìn khác với Hoa Kỳ rồi Họ là những quốc gia Hồi giáo Và họ là những quốc gia ủng hộ cho Palestine Do đó Lần này Joe Biden mà không đủ cứng rắn để buộc các quốc gia chọn phía mà tiếp tục chơi cái trò gọi là mơ hồ như vậy, lạng quạng những quốc gia này có thể sẽ nghiêng về phía Trung Quốc. Khi mà Trung Quốc bất ngờ tấn công bãi ca, à, cái bãi Second Thomas Shaw, tức là cái bãi cạn Second Thomas Shaw này, nếu họ tấn công thì nó đủ khả năng uy hiếp rồi. Những quốc gia khác sẽ thấy rằng vai trò của Hoa Kỳ không có giá trị và chưa chắc rằng họ sẽ hợp tác với Hoa Kỳ. Nếu Hoa Kỳ không có một cái hành động đủ cứng rắn để răng đe Trung Quốc. Bây giờ chỉ tăng cường số lượng sự xuất hiện để tăng cường kềm chế nhưng chưa có tính chất răng đe. Cái những quốc gia ở khu vực họ cần ở Hoa Kỳ là một tính chất răng đe. Tức là một cuộc đối đầu thật sự để Trung Quốc không làm mẫu. Thì Joe Biden lại không làm. Do đó quý vị, tình hình của Biển Đông có thể sẽ bị thay đổi giữa lúc mà đang có cuộc chiến của Hamas và Jordan. Thái. Tình hình có thể biến đổi. Bây giờ Hoa Kỳ vẫn có lợi thế, nhưng đi thêm vài tuần nữa, chưa chắc lợi thế này nằm ở phía Hoa Kỳ. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích hiêu tinh nhật ký phần 2 của tôi liên quan tới tình hình Biển Đông, sự tuần tra chung của Hoa Kỳ và Philippines không có mang ý định đối đầu, Do đó, nó chưa đủ xuất để thuyết phục những quốc gia ở khu vực đang có tranh chấp chủ quyền. Trừ phi đó là một cuộc đối đầu thật sự. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các khán giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.